Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Ông Hoàng Bình Phú sắp bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phúc Thọ. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Phúc Thọ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 sẽ xem xét việc bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phúc Thọ với ông Hoàng Mạnh Phú, người vừa bị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Đình Sơn, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ Hà Nội cho biết, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Phú, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Phú. Theo ông Sơn, kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Phúc Thọ từ ngày 20 tháng 7 tới đây, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phúc Thọ đối với ông Hoàng Mạnh Phú. Bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, anh Hoàng Mạnh Phú vẫn thực hiện công việc với tư cách là công chức thành phố. Thời gian tới, huyện sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho anh Phú, ông Nguyễn Đình Sơn nói. Trước đó vào ngày 10 tháng 6, Thành ủy Hà Nội đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ. Trong quyết định của Thành ủy Hà Nội, nêu rõ với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Hoàng Mạnh Phú đã thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm liên quan tới 74 gói thầu thuộc 57 dự án đầu tư xây dựng do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Xuân Phúc thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho rằng khuyết điểm vi phạm của ông Hoàng Mạnh Phú là nghiêm trọng do gây ảnh hưởng xấu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngay cả cá nhân ông Phú. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phúc Thọ. Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý để xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư